Tôi là Yaki Nozomi. Tôi là Yaki Nozomi. Tôi là Yaki Nozomi. Tôi là Yaki. Thì hôm nay á là mình với lại Thành sẽ chơi lại cái trò năm xưa mà đã lâu rồi bây giờ mới quay lại, đó là lớp học anime. Hà Lu xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với series Sinh tồn 100 ngày tập thứ 5. Thì hôm nay mình sẽ xây cổng đê tơ và bàn enchant nhé mọi người. Và mình mới thêm nhạc mới vô. Anh em vừa xem video vừa nghe nhạc với mình nhé. Xem video vui vẻ và giờ vào video thôi. Ngày xưa tôi cũng yêu người, tôi yêu đẹp xinh. Giờ bắt đầu đi xây như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi. Vậy trong nhà đi hát và ngồi không được chật lắm. Ngày xưa đã khuya rồi vẫn ngồi đêm sao. Giờ đi làm bàn đèn chan thôi. Vãi thiếu một cục hắc diện thạch là biến đi xuống hàng vãi trưởng. Ngày xưa tôi cũng yêu người, tôi yêu tôi đi lấy la ba rồi làm bàn đèn than. Hoa như đôi thiên thần. Giờ đây tôi lặng im nhìn em xa rời tôi chia đôi cầu vòng ngày xưa. Thì không biết anh em có xem ông này không nữa. Ông này bên channel. Mà mình không thích channel nhưng mình vẫn thích ông này vì ông làm video cũng hay. Trong đêm miên man, từng dòng thư anh trao em, với những dấu yêu riêng về em mà thôi. Giờ đi anh kiếm hàng cũ để lấy lava. Mình tua nhé mọi người. Trong lòng
cuối cùng cũng xuống tới chỗ lava. Giờ lấy lava rồi đi về thôi. Với những dấu yêu riêng về em mà thôi. Anh không trông mong của tình ta luôn mê say vì em đây đâu chỉ yêu mình anh. Ngày xưa tình trong vòng tay, muôn đời tình không đổi thay, truyền yêu đương mãi trong tối thôi luôn rồi. Lava để về nhanh hơn. Bao nhiêu xót xa, tìm đâu lời yêu dấu đã trao khi vừa yêu nhau. Anh không trông mong chỉ xin một đêm thôi em mơ đến anh. Về bên vòng tay áo bao ngày anh chờ mong. Hỡi người, giờ đi lấy mía. Xây căn nhà lấy đĩa để làm sách. Trong vòng tay muôn đời tình không đổi thay, truyền yêu đương mãi trong trái tim vẫn còn luôn đông đầy. Giờ đây em xa tầm tay, phiêu dạt về phương trời nào, riêng mình anh giờ đây lẻ loi mãi mong chờ em người lấy ơi. Xương thịt có những tôi rơi thật buồn, quanh vắng góc quán quen mình tôi. Hàm sao đây chỗ này cũng đẹp mà chỗ nhà cũ cũng ít đẹp mà mình lại muốn ở chỗ cũ hơn. Trong hơi men cay, một hình bóng đã mãi xa. Động nào lên nào. Úp ha ho, hồi xưa mình đăng ký chứ giờ cũng hết coi rồi, làm chán ý, vãi trường. Chìm đắm trong những môi hôn rồi. Giờ đi kiếm ra. Này, còn yêu mãi em người ơi. Đã bao nhiêu đêm về đơn côi, tìm em trên con phố xưa. Dường như còn đây những đêm ngày xưa chung lối yêu. Dường như còn đây bao môi hôn nồng ấm. Một thời tình mình đã trao về. Lòng thêm đau
có con bò và con ngựa nào cả. Túi tiền á chớ, đi tìm tiếp thôi. Về chỗ cụ coi có ra không? Tìm lại bao ngày tháng trong nhớ thương đong đầy. Từng đêm cô đơn, tôi vẫn mong em về đây. Tình tôi không có đuôn xuôi. Nhạc chưa tỉnh lâu phi à. Sau nhiều năm cách xa ruộng đồng, đi qua con sông, qua cánh đồng phút giây chân lòng. Vàng bò xanh mập bí đơm bông, ngoài ruộng sâu lúa. Vãi chỗ này đẹp thế, chắc mình về đây ở luôn. Để dành mình thiết kế căn nhà nhỏ mà tiện lợi. Lấy mơ dưa. Làn kia ca dao hát ru vô lượng thôi lòng. Anh nhớ một đêm có kiện rơm kiện ngon. Ha ba giấy một da là được một quyển sách mà quên làm mình à, đi tìm muốn chết.
Đồ nhiều quá. Dục đồ ra góc bớt. Hôm nay về quê hương, nhớ lại chuỗi ngày mến thương. Sao nhiều năm cách xa ruộng đồng, đi qua con sông, qua cánh đồng. Có lò luyện kim lụa. Xanh mập bi đơm bông, ngoài ruộng sâu lúa trô đồng đồng. Trơn chiến làn này hình như là ông Sen cũng vứt hết đồ rồi thì phải. Có con làn đà đen. Mấy ổ bánh mì đè. Gió đưa câu hò xa xưa, nghe lòng như đốt lửa. Thời gian dân đời, quê hương là tiếng gọi đầu đôi. Si accent cù nứt hết rồi. Bên bờ đây dắt nhau chạy đùa. Bên kia con cơn. Giờ về nhà đem đồ về chỗ cũ ở thôi. Sửa soạn đồ thôi. Ta xa rồi em nhé, đường em cứ đi, đường về bên gác trò, để mặc tôi với đời. Em đi thật xa, quên hết chuyện ngày qua. Ở đây dù mưa gió, một mình tôi sẽ đi qua. Nhạc chứa tình lâu phi chinh thiệt rồi, kệ đi đổi gió nghe chứa tình chơi.
trang cây cúc thử coi đó ra dòng gì. Hiệu suất 1. Chế dìu và kiếm enchant luôn. Có sắt bén với hại thây ma một chọn nào đây? Chọn sắc bén đi, giờ chế diều. Diêu thì hiệu suất một chạc cây cho nó nhanh. Giờ chỉnh lại giao diện cho giống PC. Tối rồi đi ngủ thôi. Giờ phá khu này làm cho nó phẳng ra xíu rồi xây nhà. Chế rằng giờ nó sắp hư tiếp thiệt là vãi trường. Hôm nay anh về, chiều nghiêng bóng xây nhà chắc cũng vừa thôi chứ không bự quá đâu, đủ tiện nghi là được rồi. Ý chết quên đêm cổng về đây rồi. Vô vơ.
dành cho buồn tuổi. Chỗ này cũng kha khá rộng rồi. Và ok video tới đây thôi, hẹn anh em ở tập sau nhé. Tập sau mình sẽ xây nhà, còn lúc mình không quay mình sẽ đi tìm mày nguyên liệu. Và các nhà nhỏ mà đủ tiện nghi là ok rồi. Bye bye, love you cả mo.